Ok, giới thiệu các bạn đây là một cái video chứa nhiều cái nội dung rất là quan trọng, là các bạn giờ bất chút thời gian ông, để các bạn lắng nghe. Và các chú cũng như các anh và các em, toàn thể các cháu trong cái cộng đồng những người nuôi chim cu gáy. Thì hôm nay là Thao Chim Cu Gáy quyết định chia sẻ một cái bài thuốc mà có lẽ là cũng từ cái việc nuôi số lượng nhiều và nuôi thời gian cũng lâu, bà đã đúc kết được ra một cái bệnh mà theo mình là lên chia sẻ cho mọi người. Bởi vì quan điểm của mình là biết cái gì thì mình cảm thấy thực tế và ra được kết quả, những cái công thức như những cái bài thuốc mà nó thực sự là đã ra được kết quả thì mình sẽ chia sẻ. Đó, mình sẽ chia sẻ để cho mọi người cùng nuôi và cùng chơi, cùng đam mê, cùng thưởng thức. Bởi vì mình rất yêu thích chim cu gáy và đó cũng là cái tâm huyết như là cái đam mê và đến bây giờ có thể nói là sự nghiệp của mình. Thì để tránh không đi vào nội dung chính của video hôm nay thì Thao sẽ chia sẻ mấy cái bài với cái nội dung sau. Nội dung là bài thuốc trị bệnh hen, hay là còn gọi là bệnh CRD trong gia cầm cũng như là ở chim cu gáy, chim bồ câu. Thứ nhất là mình sẽ nói về cái nguyên nhân. Nguyên nhân của cái bệnh này á, thì là do thay đổi thời tiết, do đang nắng to rồi quay ra mưa, và mưa triền miên rồi lại nắng to, do độ ẩm không khí, do cái môi trường của chúng ta ẩm thấp và mật độ dày, do con chim nó không được vệ sinh chuồng trại tốt, và do cái chính xác là mình gọi là cái giao mùa. Đấy, cái thời tiết rất khó chịu. Đấy, cái bệnh này nó lây qua đường hô hấp, lây được không khí. Đó, thì cái bệnh này nó là thứ nhất là nguyên nhân như vậy. Thế còn cái triệu chứng của nó, thì báo cáo với các bác là đầu tiên nó sẽ chảy nước mũi và có triệu chứng là bỏ ăn ít, gầy dần, và mới đầu thì đứng gần thì các bạn cảm giác như nó hơi khó thở. Mình đang diễn thuyết về cái bệnh như vậy. Thế nhưng mà tiện cái video này mình cũng xin phép các bạn là giới thiệu cái đợt khuyến mại rất là lớn trong năm 2018. Đó là những cái đôi chim Pháp trắng tinh như thế này đã trưởng thành, chân đã đỏ và người đã nở hết và độ tuổi đã đi vào bắt đầu sinh sản khai thác. Mình nhấn mạnh các bạn là không phải là chim già thải loại để tôi để cho các bác đâu nhá. Đây là chim tơ 100%. Thế những cái con trắng tinh này là những con Pháp. Nếu như các bạn lấy những cái con có vệt đen ở cổ là con Nhật thì các bạn có thể lấy hai đôi trắng để các bạn dùng làm vú nuôi, hoặc là các bạn nuôi cho nó đẹp. Loại này gáy thì nó không gáy hay như là chim cu cườm của ta mình đâu. Thế thì còn loại trắng tinh này thì tôi thấy là nó rất nhiều người thích vì nó đẹp. Ở hiên nhà các bạn có một đôi, thỉnh thoảng nó đẻ ra một đôi cho người nọ người kia, hoặc là có trứng cu ta nó ấp thì cũng rất tốt. Về cơ bản thì thằng Nhật thì nó ấp thì có thể là nhỉnh hơn một tí, nhưng mà nó gọi 1-9-1-10. Hoặc là các bạn có thể like một con Nhật, bố Nhật mẹ Pháp, hoặc là bố Pháp mẹ Nhật cũng được. Nhưng mà thường thì các bạn nên dùng Nhật Pháp hay là như nào đấy, là các bạn cứ thích màu nào thì các bạn dùng thôi. Nhưng còn cái độ thuần thục và độ vú nuôi ấp của nó rất là ok, không có gì là tranh nhau đáng kể cả. Đây, trên hình ảnh này là hình ảnh thực tế. Trong nhà tôi thì lúc nào cũng có khoảng 500 đôi như thế này. Đấy, hoặc là những cái vài trăm đôi Nhật nữa.
Thế thì qua cái đợt này thì mình cũng muốn chia sẻ là để gửi đến các bác những cái hình ảnh đôi vú nuôi và giá niêm yết là 400 ngàn một đôi, chưa có vận chuyển. Nếu như anh em nào mà gửi xe của quen về đến Mỹ Đình thì tôi có thể là miễn phí, không phát sinh gì cả, 400. Hoặc anh em nào đến nhà, nhưng còn giá là giá không phát sinh gì cả. Giao tại Mỹ Đình hoặc giao tại nhà là 400 ngàn các bạn nhé. Kể cả đôi Nhật hay đôi Pháp cũng thế thôi. Thì các bạn thấy là chim thì tôi nuôi thì các bạn, tôi biết, tôi khẳng định với các bạn là chim chân như thế này là không có phân. Đấy, không có một tí phân nào cả. Thế bởi vì tôi nuôi là tôi nuôi treo lồng lửng lơ như vậy. Và cái cò bậu của tôi là tôi dùng một cái măng. Cái chim này là nó nuôi theo kiểu sản, uống mắm tự động, ăn uống có giờ. Đã tiêm vaccine trùng động, tiêm vaccine Newcastle. Và nhìn chim thì các bạn thấy là gì? Bóng, trơn, khỏe mạnh, có lực. Thì các bạn về các bạn nuôi, vú nuôi, tôi khẳng định các bạn là nó sẽ không ủ bệnh hay không có một cái mầm bệnh gì cả. Đấy là tôi khẳng định với các bạn như vậy. Đấy. Thì các bạn nên nhớ là tôi đã gây dựng cái trang chim cu gáy này, tôi luôn luôn giữ cái uy tín của tôi. Thế nên các bạn thân mến, thì với cái lượng chim cung cấp ra thị trường như thời điểm này thì tôi thấy là mỗi ngày khoảng 10 đôi vú nuôi được đẩy xuống bên xe Mỹ Đình và bộ phận văn phòng sẽ gửi đi các tỉnh. Thì cứ cái đà này thì khoảng 1 tháng nữa nó sẽ hết cái số lượng. Hơn 1 tháng nữa. Chính vì vậy tôi mở ngoặc cho anh em là kinh anh em mua những cái đôi vú nuôi này với giá 400 ngàn mà các bạn nuôi mấy tháng rồi thì các bạn biết là nó như nào, mà tôi đã kháng sinh kháng thể tất cả cho các bạn rồi. Thì các bạn nên quan tâm đó, thì quan tâm cái video này để các bạn đăng ký và đặt hàng mua ngay vú nuôi với cái hình thức như thế này và với số lượng là sẽ có hạn. Đây, báo cáo bạn là như vậy. Thì tôi cũng xin giới thiệu thêm về cái kênh của tôi như sau. Trên cái kênh của tôi thì các bạn thấy là trên YouTube thì các bạn thừa hiểu là cái kênh YouTube của tôi thì là nó là cái kênh mà được nhiều người thích chim cu đăng ký. Hiện nay thì có 14.337 người đăng ký. Và tên các bạn tìm kiếm ở trên YouTube thì các bạn có thể gõ Vũ Văn Thao. Văn Thao. Đó là tên đầy đủ của tôi các bạn ạ. Thì các bạn thấy là trên Vũ Văn Thao thì nó sẽ có những cái, đầu tiên nó là cái video này là video biểu tượng logo của tôi, kênh của tôi và như một số những cái video mà có đuôi 982 này hoặc là chim cu gáy hay là những video của tôi. Đấy, thì các bạn có thể vào kênh như thế này. Đấy, thì là nó sẽ lên. Và cái trang của tôi nó có một cái biểu tượng mang tính chất quê hương Ba Vì, có những cái hương vị của Ba Vì. Thì trên cái kênh của tôi ghi rõ là gì? Kênh chia sẻ cộng đồng, những cái gì trải nghiệm, những cái gì trải nghiệm là tôi, những cái gì trải nghiệm là tôi sẽ xin lỗi các bác, tại vì vừa rồi có cuộc gọi thì tôi nghe điện thoại rất nhiều. Tôi nói tiếp là những cái gì trải nghiệm thì tôi sẽ chia sẻ, và cái lượng chim của tôi cung cấp ra thị trường rất là nhiều, uy tín. Cái kênh của tôi thì các bạn, nếu như các bạn yêu thích thì các bạn có thể nhấn vào cái nút biểu tượng, có cái biểu tượng chuông. Ví dụ như các bạn vào một cái kênh, ví dụ ở đây thì tôi thấy là có một số cái kênh của các bạn khác về hoa phong lan. Đây, ví dụ tôi là các bạn đang vào đấy, thì nếu như các bạn thích, tôi thích như các bạn thích kênh của tôi, thì các bạn bấm vào cái biểu tượng có cái nút chuông này thì nó sẽ nhận thông báo có video mới. Hoặc nếu như các bạn thích, các bạn bấm vào cái chữ đăng ký ở góc bên phải phần phía tầm dưới ảnh logo của kênh đây, thì là các bạn là những người là fan, tôi rất xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của tôi. Trở lại vấn đề thì trên cái kênh của tôi thì kênh YouTube thì là các bạn vào như vậy, và trên Facebook thì các bạn cũng vào cái chim cu gáy hay đó. Thì các bạn thấy là trên cái trang Facebook cá nhân của tôi thì các bạn thấy là hình ảnh là một chú chim đậu trên bàn tay, nó thể hiện cái sự nghiệp của tôi gắn liền với chú chim này. Và đây là chú chim giống thực tế, không phải Photoshop, không phải gì cả, nó là thực tế trong vườn trại của tôi. Thì các bạn có thể kết bạn hoặc là tương tác. Đấy, bây giờ là có 10 người yêu cầu kết bạn rồi. Tôi cũng
sẽ không có gì cả. Vì kênh Facebook này của tôi thì phần lớn là các bạn nam, hoặc là có một số các bạn có thể avatar là như thế nào, nhưng mà phần lớn các bạn nam, hoặc các bạn yêu quan tâm các bạn vào cái kênh của tôi để các bạn kết bạn. Đấy thì cái video hôm nay thì tôi cũng xin phép là giới thiệu sơ bộ như vậy. Và trên cái trang YouTube của tôi thì ở cái phần bất kỳ một cái video nào các bạn ạ, ví dụ như video này thì có cái phần mở rộng như này, các bạn bấm vào cái phần hiển thị thêm này, thì tôi có ghi rõ là địa chỉ, số tài khoản đó. Đây, số tài khoản Zalo, số thông tin. Thì các bạn có thể thấy là những cái kênh này là các bạn có thể lấy thông tin của tôi. Các bạn có thể tìm về địa chỉ, tìm về số tài khoản. Vì một số các bạn rất lịch sự, các bạn có thể biết trước số tài khoản của tôi nếu các bạn sử dụng Internet. Còn những cái số lượng video của tôi thì rất là nhiều. Tôi đăng bài rất là nhiều các bạn. Đấy, đăng bài gần như là về những cái chủ đề về chim vu gáy, về chim chòe than, chim đà điểu và chim đa đa, rồi những cái nói chung là hướng về thiên nhiên. Nhưng mà chắc chắn nhất là một cái điều là chim vu gáy các bạn ạ. Thì tôi cũng rất nhiều video và hiện giờ là có 14 lượt, hơn 14 lượt đăng ký. Thì kính như sau đây xin mời các bạn bớt chút thời gian để tôi xin phép các bạn đến 2 phút thì tôi đã giới thiệu qua về cái về tôi và cái kênh của tôi, cũng như số điện thoại là 0163 530 9982, 0989177982. Thì các bạn lắng nghe tiếp cái video này để các bạn thấy được là tôi đã chia sẻ cái bài thuốc này, tôi đã chữa thành công 100%, và các bạn làm đúng quy trình, làm đúng như vậy thì tôi hứa với các bạn là các bạn sẽ chữa khỏi con chim của bạn trong những bệnh này. Đó thì cái video tôi đang nói đó thì các bạn thấy là tôi sẽ mở tiếp vào đây. Thì hôm nay tôi nói những cái phần nội dung là bài thuốc trị bệnh hen, như cái tơn hay là những bệnh chứng gió, bệnh gì vậy? Bệnh này có thể là dai dẳng, gầy và kém bỏ ăn, rồi dọc như một con cò mùa đông, và nó sẽ chết không khí do cái môi trường của chúng ta ẩm thấp và mật độ dày, do con chim nó không được vệ sinh chuồng trại tốt, và do cái chính xác là mình gọi là cái giao mùa. Đấy, cái thời tiết rất khó chịu. Đấy, cái bệnh này nó lây qua đường hô hấp, lây đường không khí. Đó. Thì cái bệnh này nó là thứ nhất là nguyên nhân như vậy. Thế còn cái triệu chứng của nó, thì báo cáo với các bác là đầu tiên nó sẽ chảy nước mũi và có triệu chứng là bỏ ăn, ăn ít, gầy dần, và mới đầu thì đứng gần thì các bạn cảm giác như nó hơi khó thở, hen khoẹt nó, và có một giai đoạn là ở cái mi mắt của nó cũng đỏ mọng và thỉnh thoảng hơi lim dim, chảy nước mắt và chảy nước mũi. Đặc biệt là nếu như giai đoạn bị nặng là có thể là nhìn thấy rõ là hen, khó thở. Và cái bệnh này thì nó sẽ không chết đột tử như những cái bệnh Newcastle hay là những cái bệnh chứng gió, bệnh gì à? Bệnh này có thể là dai dẳng, gầy và kém bỏ ăn, rồi gầy dọc như một con cò mùa đông, và nó sẽ chết trong vòng một thời gian tới, có thể là một tháng, hơn một tháng, nó tùy vào cái thể trạng, tùy vào cái mức độ. Rất là nguy hiểm, bệnh này rất nguy hiểm mà nhiều người cũng không biết là bệnh gì chữa thì gì. Thì trước thì mình cũng có những cái kinh nghiệm dân gian, rồi hỏi những cái bậc tiền bối, rồi rất nhiều. Có thời gian đầu mình cũng rất là khó khăn trong cái việc này, nhưng sau đó thì mình cũng đã dùng cái thực tế, từ cái số lượng nhiều, và cũng có một số trường hợp mình đã ghi chép và đã đúc kết ra, và trước này là mình xin
mang cả cái danh dự của mình ra lợi dụng cái vườn chim để khẳng định các bạn đã chữa khỏi thành công 100% nếu như các bạn làm theo, làm đúng và làm đủ đó. Thì cái thuốc để cho cái bệnh này là như thế sau. Thứ nhất là về thuốc uống thì các bạn cũng rất có thể mua một hai loại thuốc có cùng một cái chức năng như sau. Nhưng những cái tên thuốc mà nó có chữ CRD là những cái, hoặc là những cái gói thuốc mà có chữ CRD hen khỏe, hoặc là CRD là các bạn có thể mua thuốc uống được. Đấy, thì các bạn mua uống đấy, thì uống theo cái chỉ dẫn và cái quy định hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái này các bạn nên uống từ 3, 5 ngày, 7 ngày một đợt, và lên uống phòng luôn cũng được, uống vào những cái thời điểm giao mùa, là thời điểm độ ẩm mưa nhiều. Nhưng cái thuốc nếu mà chỉ uống không thì chắc chắn là tôi sẽ khẳng định là rất là khó khỏi và rất là lâu. Đó. Thì các bạn thân mến, thì một cái điều mà mình khuyến khích các bạn là nếu như các bạn đam mê, các bạn sẽ làm theo là cái thuốc tiêm. Cái thuốc tiêm này thì các bạn thấy là đây là cái thuốc, tên thuốc như thế này. Mình học không được giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà mình cũng gây dịch nó là như vậy. Và các bạn nên mua đúng cái thuốc này. Thuốc này các bạn mua thuốc tốt, nhưng với cái nọ thuốc này là tôi mua là 120 ngàn. Xin lỗi các bạn, tôi có cuộc gọi tôi tắt bỏ rồi. 120 ngàn. Và cái gói này thì nó cũng chỉ khoảng mấy chục thôi, đó, mình không nhớ lắm. Và quy trình là các bạn lên dùng một cái xi lanh. Ở đây tôi minh họa luôn là dùng cái xi lanh nhỏ. Loại xi lanh này mình gọi là loại xi lanh nhỏ nhất của trong quy tiêm các bạn ạ. Và các bạn dùng cái này, các bạn tiêm 1/10 của 1cc nhá. Đấy. Và tiêm vào đâu? Các bạn cầm ngửa con chim ra. Và nếu như các bạn tự làm thì, hoặc là các bạn nhờ một người cầm hai cái chân để rang ra. Các bạn hình dung như là cái phần lườn, đùi, giữa cái phần đùi với cái phần lườn ở khi ngửa con chim lên thì nó có một cái phần gọi là phần da rất là nhiều, mà nó gọi là cái lách của mình. Nếu mà hình dung như cái ấy mình gọi là cái bẹn đấy, thì các bạn lên rang cái chân ra và các bạn tiêm phần qua da nhưng không vào thịt. Và vì sao tiêm đấy, thì nếu như các bạn tiêm vào những chỗ khác thì thường là khi tiêm xong các bạn rút mũi kim ra thì có thể là cái độ căng của cái da nó sẽ ép làm cho thuốc lại chảy ngược qua cái lỗ tiêm. Tôi cũng qua cái thực tế tôi thấy là như vậy. Còn nếu như các bạn mà tiêm vào cái phần đúng như tôi chỉ định thì các bạn rút kim ra là nó là một cái khu gọi là nó nhiều da ít thịt và nó võng chảo xuống, thì cái lượng thuốc sẽ nằm im trong cơ thể con chim. Và tôi khuyến cáo là các bạn không lên tiêm vào vùng cánh và vùng chân của con chim, bởi vì nếu vô tình các bạn tiêm vào đó nó sẽ đau, và nếu như tiêm quá nhiều nó sẽ gây ra cái trường hợp tập tễnh hoặc là bị lặng, có thể bị kẹt. Thì các bạn cố gắng là tiêm 1/10cc, thì các bạn lên pha hoặc lên tiêm như thế nào đấy theo đúng định nghĩa 1cc và 1/10cc các bạn ạ. Cái thực tế mà tôi đã khẳng định các bạn, nếu như bạn tiêm 1cc và 2 ngày các bạn tiêm một mũi, và các bạn tiêm cho tôi khoảng 2-3 mũi, thậm chí có con một mũi đã khỏi rồi các bạn ạ. Thế thì cái bài thuốc này tôi chia sẻ trên tinh thần bằng cả trái tim của tôi. Tôi khẳng định và tôi đã nhốt ra rất nhiều chuồng cho uống nhiều loại thuốc, tiêm loại thuốc, và tôi hiện tôi đã chữa cho một số anh em ở thân gần và bản thân ở vườn chim tôi khỏi 100% bệnh hen, bệnh suyễn và bệnh CRD hen khẹp, bỏ ăn kém ăn đó. Thì cái video này hy vọng rằng các bạn sẽ tham khảo các bậc tiền bối về chuyên môn thú y cũng như anh em khác. Nếu đã biết, nếu có công thức khác hay hơn tôi không nói, nhưng tôi nói đây là
tôi chia sẻ, các bạn làm đúng, làm đủ, làm đúng quy trình thì tôi khẳng định là thành công. Tôi không xui gì dại các bác, hay là tôi không được cái gì ở cái này nhỉ. Thậm chí nếu như tôi đăng lên cũng có những người, còn thậm chí là có những người không tốt, họ cũng đã có những lời lẽ khó nghe. Nhưng mà nếu như trước khi các bạn comment nhắn tin những cái lời lại khó nghe đấy, thì tôi bạn cứ thử nghĩ xem các bạn đã làm gì cho cộng đồng, các bạn đã đăng cái gì thực sự là có giá trị bổ ích, thì các bạn hãy bình luận những cái lời khó nghe như vậy. Bởi vì thay vì những lời động viên, những lời cảm ơn, nó làm cho cái sự khuyến khích, cái tính chia sẻ kiến thức qua mạng internet, đó là những cái lời chê, những người ném đá ném gạch trên mạng, thì quả thật là nó sẽ bóp nghẹt tất cả cái sự sáng tạo và sự chia sẻ cho cộng đồng đó. Trên kênh Chim Cú Gáy Hay, trên YouTube và trên Facebook thì tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều bài. Có những video tôi ẩn bỏ chế độ nhận xét, bởi vì thực ra là cũng rất là nhiều người khen, nhưng mà tôi đọc được những cái lời chê là tôi cảm thấy rất là không thích đọc. Chính vì vậy tôi thay vì thế tôi đăng lên tôi ẩn bỏ chế độ, hoặc là tôi để tùy, thế là do quyền quản trị của từng người, thì cũng thể các bạn cũng có thể chia sẻ. Thì cuối video tôi không biết nói gì hơn, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong thời gian qua đã quan tâm đến Thao cũng như kênh Chim Cú Gáy Hay. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Các bạn có thể qua cái kênh này thì các bạn có thể nắm bắt trao đổi với tôi về kinh nghiệm, về cái thực tế, cũng như các bạn có thể là đặt những chú chim giống của tôi, những chim đôi chim bố mẹ, những đôi chim da già, những chú chim hậu bị, chim trắng tinh thì là chim Pháp, chim có vành đen ở cổ là chim Nhật. Trong thời gian vừa tới đây thì tôi cũng sẽ cho ra một cái đơn hàng, một loạt là chim vú nuôi là Nhật hoặc Pháp, hoặc Nhật Pháp hoặc như thế nào đấy, là đã đẻ rồi, đã sinh sản rồi, là 400.000 một đôi. Thì hiện bây giờ tôi đang bán với số lượng mỗi một ngày khoảng 10 đôi là cho cả anh em các tỉnh trên mọi miền Tổ quốc. Thì cũng khả năng trong vòng khoảng 1 tháng nữa thì cũng sẽ là hết, là không còn nữa mà bán. Hoặc là những cặp trứng chim, hoặc là những chú chim mồi, những chú chim khách. Tóm lại là bên cái kênh của mình thì mình phát triển chủ yếu là vườn trại con chim cu gáy. Ngoài ra thì mình ở gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thì mình cũng có bán vào úm, anh em người nhà cũng có gây nuôi úm và con đà điểu đấy, hoặc là những con chòe than thì anh em ở đây họ bẫy được thì mình cũng mua của các họ và mình úm, mình vào cám và mình bán cho anh em, bán kèm vào với cái kênh chim cu gáy và những con chim đa đa cũng như vậy. Ngoài ra không có gì hơn, không chơi khuyên hay không chơi trò mào gì cả. Cái nhu cầu mà kinh doanh, nhu cầu kiếm tiền thì thực sự là ai cũng cần, và chúng ta làm việc trên cái cơ sở là cần cù, khiêm tốn, lành mạnh thì tôi nghĩ là ai cũng ủng hộ tôi thôi. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể là gọi điện cho tôi vào cái số điện thoại là 01 63 53 05 982, hoặc là cái số tôi cũng mới gây dựng là 0989 xin lỗi các bạn, 0989177982. Zalo thì tôi dùng và đăng ký bằng cái số điện thoại là 01 63 53 05 982. Kênh YouTube các bạn vào search thì là Vũ Văn Thao hoặc là Chim Cú Gáy Hay, Facebook cũng là Chim Cú Gáy Hay. Ngoài ra thì các bạn có thể cố gắng, là tôi cũng chia sẻ đây thì các bạn nên gọi tôi vào những cái giờ, tránh những cái giờ ngủ và giờ ăn cơm ra, để thực sự là cái lượng nghe là điện thoại của tôi thực sự đến giờ phút này là quá tải đấy. Nhiều bạn rất có những bạn cứ nghĩ là tôi có không coi trọng khách hàng, nhưng thực sự là nếu các bạn đến một cái ngưỡng như thế thì các bạn mới thấy hiểu cái sự vất vả khi mà chiều lòng được hết tất cả khách hàng của mình. Thì chính vì vậy tôi khuyến khích các bạn lên tìm hiểu kỹ cái trang của tôi và lên thăm vườn của tôi cũng như đặt hàng của tôi. Có thể các bạn chuyển khoản trước hoặc các bạn có thể là gọi điện cho tôi, chứ trả lời tin nhắn thì chỉ có những buổi tối tôi online, bật máy tính, bật điện thoại nên rỗi thì tôi mới có thể trả lời. Và thường các bạn xác định mua cái gì rõ ràng thì các bạn lên gọi điện trực tiếp, gọi 1-2-3 lần tôi thấy đặc biệt thì tôi sẽ nghe và tôi sẽ gọi lại. Đấy, thực sự là có những lúc tôi đang gọi thì có thể là rất nhiều cuộc gọi chèn vào tôi không thể nghe hết được, nên các bạn nên gọi lại tôi một
một hai lần đấy, thì là tất nhiên là cũng có thể là gọi lúc nọ không được thì gọi lúc kia, chứ không ai bận mãi được. Thì cuối video tôi xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn sẽ có được những chú chim của các bạn, có được sự lựa chọn của các bạn trên cái kênh Chim Vui Hay, thì các bạn có thể theo dõi. Nếu như các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể đăng ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn luôn là khách hàng, người đầu tiên đón nhận những video mới chia sẻ của mình. Hoặc các bạn bấm vào cái nút có quả chuông thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái thông báo khi mà chúng tôi có những bài viết mới trên Facebook và trên YouTube. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả, chúc các bạn có được cuộc sống có những cái niềm vui từ những chú chim của chúng ta. Thân ái chào tạm biệt. Ok, xin gửi lời chào tới tất cả các ông và các chú cũng như các anh và các em, toàn thể các cháu trong cái cộng đồng những người nuôi chim cu gáy. Thì hôm nay là Thao Chim Cu Gáy quyết định chia sẻ một cái bài thuốc mà có lẽ là cũng từ cái việc nuôi số lượng nhiều và nuôi thời gian cũng lâu, bà đã đúc kết được ra một cái bệnh mà theo mình lên chia sẻ cho mọi người. Bởi vì quan điểm của mình là biết cái gì thì mình cảm thấy thực tế và ra được kết quả, những cái công thức cũng như những cái bài thuốc mà nó thực sự là đã ra được kết quả thì mình sẽ chia sẻ